lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp vẫn luôn được xác định sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam với rất nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích sự phát triển và tạo ra cơ hội việc làm trong lĩnh vực này. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành hiện nay tại nước ta cũng như hơn 200 quốc gia trên thế giới, kèm theo đó là việc các nước đóng cửa biên giới, thì việc đảm bảo an ninh lương thực đối với một quốc gia là vô cùng quan trọng. Mới đây nhất, theo nhận định của một số chuyên gia, thì nông nghiệp sẽ là lĩnh vực phục hồi nhanh nhất sau đại dịch, cùng với đó mở ra nhiều cơ hội việc làm. Vì sao ngành nông lâm ngư nghiệp là cần thiết cho sự phát triển kinh tế và ổn định đất nước trước cả cuộc khủng hoảng hoặc tác động từ bên ngoài, môi trường, dịch bệnh, nhưng sự quan tâm và theo học nhóm ngành này vẫn chưa cao? Vì sao nông nghiệp là ngành cần thiết và sẽ hồi phục sớm sau đại dịch COVID-19? Chương trình đào tạo và học tập của các đơn vị đào tạo, sinh viên nhóm ngành này đã có những thay đổi, điều chỉnh gì để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay? Đặc biệt là sự đầu tư, phát triển và cơ hội việc làm của sinh viên theo học nhóm ngành này tại tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay và thời gian tới như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp hôm nay. Quý vị và các em học sinh đang xem chương trình Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh trên truyền hình, một chương trình được sự phối hợp giữa Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cùng với Đài Huế Sở Giáo dục và Đào tạo. Thông qua chương trình này thì chúng tôi mong muốn mang đến cho các em một sự định hướng rõ ràng phù hợp cho nghề nghiệp tương lai của mình, đồng thời cung cấp thông tin một cách cụ thể về các ngành, nhóm ngành, về nhu cầu tuyển sinh, tìm hiểu về nghề nghiệp cùng chuyên gia đánh giá nhu cầu việc làm về ngành và nhóm ngành đó, thu nhập và cơ hội việc làm sau khi ra trường như thế nào. Và có mặt tại trường quay của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng, Trưởng ban Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Trường Đại học Nông lâm Đại học Huế. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Trần Võ Văn May, Thường trực ban Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp Trường Đại học Nông lâm Đại học Huế. Và đặc biệt đại diện cho các nhà tuyển dụng cũng như là một chuyên gia trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xin được trân trọng giới thiệu anh Trương Như Hải, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp cao Hải Farm. Vâng, trước hết thì rất là cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp. Nói đến nhóm ngành này thì chắc hẳn các bạn học sinh sẽ nghĩ ngay đến những cái nhóm ngành nông nghiệp quen thuộc cơ bản như là trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, để phù hợp với xu hướng phát triển và yêu cầu xã hội thì hiện nay có rất là nhiều chuyên ngành mà các em học sinh có thể lựa chọn tham khảo, ví dụ như là trồng trọt và nông nghiệp công nghệ cao, kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn, chăn nuôi thú y, thủy sản và quản lý môi trường, kỹ thuật và công nghệ chế biến và an toàn thực phẩm, quản lý đất đai và bất động sản, phát triển nông thôn và quản lý dự án, lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng. Như vậy có thể nói rằng hầu hết các ngành lĩnh vực mà trường đang đào tạo thì có khả năng phục hồi rất là nhanh sau đại dịch, theo như nhận định của ông Nguyễn Thanh Việt, giám đốc công ty Intracom mà chúng ta thường biết đến là Sát Việt. Được biết, chương trình đào tạo nhà trường cũng đã được thay đổi rất là nhiều. Sinh viên theo học không chỉ học tập và thực tập tại nhà trường, mà còn được học tập và thực tập tại các công ty doanh nghiệp trong suốt cả học kỳ, được biết đến là học kỳ doanh nghiệp, hay là được tham gia chương trình học tập hưởng lương tại các nước có nền nông nghiệp phát triển như là Israel, Nhật Bản, Đan Mạch hay là Úc, để trao đổi và chia sẻ các thông tin đến quý vị phụ huynh và các em học sinh ngày hôm nay. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Đức, được biết với chương trình đào tạo các ngành của Trường Đại học Nông lâm Huế hiện nay đã được đổi mới, ngoài việc đào tạo các kiến thức ở tại nhà trường thì cũng đã có sự tham gia của các doanh nghiệp vào việc đào tạo, đặc biệt là phát triển các cái kỹ năng của sinh viên để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động. Vậy xin ông có thể chia sẻ một số những cái thông tin về chủ trương, hình thức tổ chức của trường để có được những cái sự đổi mới này không? Vâng, Trường Đại học Nông lâm Đại học Huế được thành lập năm 1967. Đến nay đã trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, thì nhà trường đã đạt được nhiều cái thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Hiện nay nhà trường có 27 ngành đào tạo đại học, 10 ngành đào tạo thạc sĩ và 9 ngành đào tạo tiến sĩ. Thì chủ trương của nhà trường đó là nâng cao chất lượng đào tạo để sản phẩm đào tạo của nhà trường đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng và thị trường lao động. Cụ thể đó là đáp ứng được cả cái về kiến thức, về kỹ năng và năng lực, chịu trách nhiệm, tự chủ và thái độ. Và thực hiện chủ trương đó thì nhà trường trong thời gian vừa rồi chúng tôi tập trung vào 6 cái nội dung. Thứ nhất đó là xây dựng và cập nhật các chương trình đào tạo theo cái thông tư 07 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư này nó nhấn mạnh
nhấn mạnh đến việc là sự tham gia của các doanh nghiệp, các công ty, các nhà tuyển dụng lao động trong việc xây dựng những đào tạo là thứ nhất. Thứ hai đó là nhà trường tăng cường thời lượng các cái thời gian về kỹ năng nâng cao tay nghề cho sinh viên, thực hành, thực tập, học quy doanh nghiệp để tay nghề của sinh viên ra trường thì đảm bảo. Cái thứ ba chúng tôi cũng suy nghĩ đó là muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi. Thì hiện nay thì tỷ lệ giảng viên của nhà trường có tỷ lệ tiến sĩ là trên 51%, và nhiều thầy cô được đào tạo ở các cái trường đại học ở nước ngoài. Cái thứ tư chúng tôi cũng thấy rất là quan trọng đó là hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc đào tạo. Thì hiện nay nhà trường có hợp tác rất chặt chẽ với 50 công ty doanh nghiệp, và các cái hợp tác với các cái công ty doanh nghiệp thì chúng tôi hướng đến một số cái nội dung. Thứ nhất đó là mời các cái công ty doanh nghiệp về đào tạo và trang bị cho sinh viên, đặc biệt là các cái kỹ năng mềm trong các cái ngày hội định hướng việc làm, định hướng nghề nghiệp rồi các hoạt động khác của nhà trường. Cái thứ hai là chúng tôi tiến hành đào tạo theo địa chỉ, theo yêu cầu doanh nghiệp. Thì hiện nay nhà trường có hai chương trình đào tạo là chăn nuôi và thú y đào tạo cho doanh nghiệp, đó là doanh nghiệp Greenfit và doanh nghiệp CJ Vina trong cái 2 năm vừa rồi. Cái hướng thứ ba về hợp tác của doanh nghiệp đó là trước đây thì sinh viên ra trường thì phải đi tìm việc làm, nhưng mà chúng tôi hiện nay vào 5 năm vừa rồi thì nhà trường đã tổ chức được 5 ngày hội việc làm. Mỗi năm chúng tôi tổ chức 1 ngày hội với tổ chức vào tháng 5 hàng năm. Với trong 5 năm vừa rồi thì được thu hút được 9.000 lượt 9.000 cái chỉ tiêu mà được tuyển dụng. Thì cũng rất là mừng trong những cái năm vừa rồi, đặc biệt trong 2 năm vừa rồi thì số lượng mà các cái công ty doanh nghiệp về tuyển dụng ở nhà trường á thì nó vượt so với cái đáp ứng của nhà trường. Tức là cái số lượng chỉ tiêu các cái công ty doanh nghiệp tuyển dụng thì nó vượt quá cái khả năng cung cấp thị trường lao động cho của nhà trường. Thực tế là 2.500 chỉ tiêu nhưng mà nhà trường chỉ đáp ứng được khoảng là 1.250. Đấy thì là một cái thông tin rất là vui như vậy. Cái thứ ba là các doanh nghiệp hỗ trợ nhà trường trong việc là chúng tôi gửi các cái sinh viên đến các cái công ty doanh nghiệp để tham gia học kỳ doanh nghiệp. Đấy. Cái thứ tư đó là doanh nghiệp hỗ trợ nhà trường bằng cách là cung cấp các học bổng cho sinh viên, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu khoa học, rồi hỗ trợ các cái hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, rồi là văn nghệ của nhà trường. Về cái hướng thứ tư đó là chúng tôi hiện nay đang mở rộng cái chương trình thực tập nghề nghiệp có hưởng lương ở nước ngoài, rồi chúng tôi gọi là chương trình internship. Và chương trình này thì nhà trường đã triển khai được 3 năm và hiện nay có hơn 300 sinh viên đã gửi đi các nước Nhật Bản, Israel, Đan Mạch và Đài Loan. Thì ngoài với thời gian là từ 6 tháng đến 1 năm, thì ngoài các em được tích lũy về các kiến thức, đặc biệt là sự trải nghiệm quốc tế, được tăng cường cái kinh nghiệm viên chuyên môn, rồi là khả năng ngoại ngữ, thì đặc biệt là các em có thể tích lũy được cái tài chính từ 100 đến 300 triệu đồng trên năm tùy theo chương trình. Và cái việc một cái cuối cùng mà chúng tôi cái hướng thứ 6 mà đã hợp tác trong cái chủ trương nhà trường đó là tạo cái sân chơi cho sinh viên, đặc biệt là phát triển kỹ năng. Hiện nay nhà trường, đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường là có 30 câu lạc bộ đội nhóm để các em có thể là tùy sở thích và để phát triển kỹ năng và tùy theo cái năng lực và sở trường của các em để các em có thể là rèn luyện kỹ năng qua các hoạt động của đoàn hội. Và chúng tôi cũng xin nhấn mạnh trong các cái việc đó thì hợp tác với doanh nghiệp thì chúng tôi rất coi trọng trong thời gian vừa rồi và trong thời gian tới. Vâng, thưa ông Trương Như Hải, với vị trí là một đơn vị sử dụng lao động cũng như là một cựu sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế, thì ông có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân về sự nhìn nhận nhóm ngành nông lâm, ngư nghiệp khi đang học và việc làm hiện nay đối với nhóm ngành này tại Thừa Thiên Huế không? Hơn 20 năm trước, năm 97, thì tôi thi vào trường. Thì lúc đó đất nước đang phát triển và quan niệm của sinh viên cũng như các phụ huynh thì họ rất là quan trọng tới cái kinh tế này, y dược này, quan tâm tới tin học này. Nhưng mà về các ngành liên quan tới nông nghiệp thì chưa được chú trọng nhiều lắm. Và người nông dân cũng chưa được sự quan trọng, chưa được sự tôn trọng
với cái vị trí vốn có của họ. Vâng. Thì lúc đó vô chọn ngành là tùy thuộc vào cái ý thích của mình, là mình thích học họ học và sinh học. Thì thông qua cái việc đọc được cái cuốn miễn giảm giới thiệu về trường thì thấy cái ngành bảo quản chế biến nông sản thực phẩm này có hai cái môn học mà mình thích nên mình thi vào đây. Thì sau khi học tốt nghiệp ra trường là rất may mắn là tôi được làm việc trong các cái doanh nghiệp mà có ứng dụng rất nhiều các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cao. Thì các cái tiến bộ này sau khi mà tìm hiểu rất là nhiều thì cảm thấy nó liên quan đến rất nhiều các cái lĩnh vực của đời sống, và cũng tôi cũng tìm hiểu dần dần rồi có dần dần thích về cái mảng nông nghiệp công nghệ cao, và khi có cơ hội thì tôi chuyển hẳn sang như hiện bây giờ. Vâng. Và thưa thạc sĩ Trần Võ Văn May, là ủy viên thường trực của ban tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp của nhà trường, thì chắc chắn thầy sẽ nắm rõ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Vậy xin thầy hãy có những nhận xét đánh giá về tỷ lệ cũng như là cơ hội việc làm của sinh viên ngành này sau khi ra trường thế nào ạ? Thì như những chia sẻ trao đổi của thầy phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Đức, hiệu trưởng nhà trường, về những cái điều chỉnh, những thay đổi trong quá trình đào tạo gắn kết của doanh nghiệp, của các đơn vị sử dụng lao động cùng với nhà trường trong quá trình mà phát triển chương trình đào tạo của nhà trường, cũng như những cái trao đổi chia sẻ của anh Trương Như Hải là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đấy đã đánh giá trao đổi về cái thay đổi về trong công việc là phát triển việc làm của lĩnh vực là nông lâm nghiệp thời gian qua. Thì đối với trường với là đơn vị thường trực theo dõi về tỷ lệ việc làm của sinh viên trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế, thì trong 10 năm trở lại đây, đặc biệt khi mà đất nước chúng ta hội nhập, tham gia hội nhập quốc tế, thì cái số lượng tỷ lệ các doanh nghiệp, các đơn vị, đặc biệt là các cái tập đoàn, các đơn vị lớn của quốc tế cũng như trong nước tham gia đầu tư vào sản xuất, tham gia trong quá trình sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Thì với sự tham gia rất nhiều như vậy thì cái nhu cầu nguồn nhân lực đối với các lĩnh vực này là rất là lớn. So với trước đây thì với sinh viên khi theo học tại trường Đại học Nông Lâm cũng như lĩnh vực nông nghiệp thì các em phần lớn là thiên hướng là chọn cái công việc làm việc nhà nước. Đấy, nhưng mà 10 năm trở lại đây thì khi sự tham gia nhiều doanh nghiệp như vậy, đặc biệt như những con số, những thông tin mà thầy Trần Thanh Đức chia sẻ đấy, là các doanh nghiệp với cả nhu cầu về lao động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp rất là lớn. Có nhiều năm thì trong ngày hội việc làm đấy, thì số lượng sinh viên tốt nghiệp là nguồn cung ứng của nhà trường không đáp ứng đủ cái nhu cầu doanh nghiệp nữa. Đấy, hàng năm có từ 2.000 đến 2.500 cái kỹ sư lao động qua đào tạo mà cả doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, mua nhà trường là chưa đáp ứng được. Đấy, thì nhu cầu nó rất là lớn, do đó là tỷ lệ cái việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp đối với nhóm ngành lĩnh vực nông lâm nghiệp nó có sự xoay trục, nó chuyển dịch rất là lớn từ cái việc mà ra trường kiếm việc ở nhà nước, các cái sở ban ngành trên địa bàn cũng như các phòng chi cục trạm mà liên quan nông lâm ngư nghiệp. Thì bây giờ các sinh viên tốt nghiệp các em dần chuyển sang làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân, rồi doanh nghiệp có liên quan đến nước ngoài. Thì như cái số liệu mà khảo sát thống kê tổng hợp mà đã được nhà trường đã triển khai trong 3 năm trở lại đây, và cái số liệu này đã công khai đã báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như công khai rộng rãi trên thông tin đại chúng, thì số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong một năm đầu tiên thì đạt là trên 90%, mà cụ thể là 90,47%. Đấy. Trong đó nó phân ra các cái lĩnh vực cụ thể, ví dụ như làm việc với lĩnh vực nhà nước thì trước đây thì lớn nhưng bây giờ chỉ là 21,15% là các em làm việc nhà nước, còn làm việc các công ty tư nhân thì chiếm là 35,33%. Làm việc với các công ty mà có nước ngoài, liên doanh với nước ngoài là 34,35%. Rồi các em đặc biệt là có 4,89% sinh viên này là ra trường các em lập nghiệp, khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho mình. Thì như lúc nãy thầy Đức Trần Thanh Đức có chia sẻ là trong chương trình đào tạo nhà trường gắn kết doanh nghiệp, rồi các chương trình sinh viên đang học đi làm việc thực tập tại nước ngoài, các em tiếp cận được điều kiện sản xuất hiện đại, các em tiếp trang có là tích lũy được một ít về kinh phí về tài chính từ 100 đến 300 triệu. Thì sau khi các em về trường, về quay về trở lại trường tiếp tục học tập thì các em có thể là trang trải học tập của mình, đồng thời là các em có phần cái vốn đó, cái phần tài chính đó, các em có thể là lập nghiệp, khởi nghiệp theo như chương trình mà khởi nghiệp hiện nay của chính phủ đang triển khai. Ngoài ra còn có một số lượng là 4,28% là các em là học tiếp tục nâng cao trình độ. Thì như lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp thì nhà trường hiện nay có đến 10 ngành đào tạo, 10 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 9 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Do đó có những em tốt nghiệp đại học xong thì các em tiếp tục học để nâng cao trình độ của mình.
Đấy, thì chúng ta thấy là qua cái số liệu tỷ lệ đó thì chúng ta thấy là có đến gần 70% là sinh viên tốt nghiệp các em tham gia làm việc tại các công ty, tập đoàn là trong nước, tư nhân và cả liên quan nước ngoài. Đấy, nó khác so với trước đây là bây giờ làm việc với nhà nước chỉ còn 21,15%. Thưa quý vị và các em học sinh, nhóm ngành nông lâm ngư đang là nhóm ngành có sức hút với nhiều người bởi nhu cầu tuyển dụng cao, không chỉ ở Thừa Thiên Huế mà còn đối với cả nước. Nhiều sinh viên sau khi được đào tạo ở trường đã có việc làm ngay và thu nhập ổn định. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì sinh viên các trường thuộc nhóm ngành này có tỷ lệ việc làm sau khi ra trường hơn 90%, với mức lương từ 7 đến 15 triệu đồng một tháng. Để làm rõ thêm vấn đề này, chúng ta hãy tìm hiểu nhu cầu việc làm đối với nhóm ngành này qua phóng sự sau. Từ nhiều năm nay, với sự chuyển đổi và tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, cùng với những chính sách phát triển phù hợp, số lượng nhân lực lao động trong ngành này đã tăng lên nhanh chóng. Thêm vào đó, môi trường làm việc năng động, thu nhập cao so với mặt bằng chung, cơ hội thăng tiến, cơ hội khởi nghiệp đều thuận lợi hơn, khiến cho ngành nông lâm ngư đang là xu hướng chọn việc trong tương lai của nhiều bạn trẻ. Những thành công gần đây của các mô hình sản xuất đã cho thấy điều đó. Khi ngành thú y thì lúc ra trường thì tất cả các công ty chăn nuôi đều mời gọi sinh viên ra trường, đa số đều có việc làm. Các doanh nghiệp mà tuyển dụng hết mà không để một sinh viên nào là không có công ăn việc làm. Đối với thu nhập là mình sẽ không bận tâm về cái thu nhập cũng như là thăng tiến là sẽ có lộ trình rõ ràng. Một con số rất thú vị liên quan đến lĩnh vực này là năm 2018, ở hội chợ việc làm lần thứ 5 do Trường Đại học Nông Lâm Huế tổ chức, có tới 47 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng lên đến trên 2.500 đầu việc, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường chỉ là 1.500. Như vậy, số lượng tuyển dụng đã vượt qua số lượng tuyển sinh. Điều này phản ánh một thực tế là nhóm ngành nông lâm ngư đang rất thu hút và ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn hay cả tập đoàn tham gia vào lĩnh vực này. Mỗi một năm như vậy, cái lượng mà CB tuyển thì cái số lượng rất là nhiều, từ khoảng 200 đến 300 người. Thì như công ty CB thì từ hồi các bạn còn là sinh viên thì CB đã đặt vấn đề này phỏng vấn trước để cho các bạn thực tập nghề ở trong công ty. Rồi sau khi các bạn thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp xong thì công ty cũng tiến hành phỏng vấn ở tại công ty luôn, ở trong ví dụ như miền Nam hoặc miền Trung. Rồi sau đó có một số là mình ra đây mình phỏng vấn nữa. Đó là cái điểm mà cũng mới trong thời gian gần đây, nhằm mục đích tức là mình cũng thu hút được cái nguồn nhân lực về cho công ty mình. Tập đoàn BIM thì đã có hợp tác với khoa thủy sản của trường Đại học Nông Lâm Huế 10 năm nay rồi. BIM thì cũng chia sẻ rất là nhiều những cái hoạt động thực tế, mô hình thực tế cũng như là cái quy trình công nghệ thực tế chia sẻ lại cho khoa để làm sao mà khoa có những cái chương trình đào tạo phù hợp với cái mô hình sản xuất thực tế tại doanh nghiệp. Và đồng thời là BIM cũng tiếp nhận những cái công nghệ và những cái quy trình sản xuất mà nhà trường, khoa có đi tham khảo được ở trên những cái khu nuôi của thế giới. Mặt khác, đầu ra việc làm ngành nông lâm ngư rất đa dạng. Sinh viên các trường có thể làm tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, cả cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến nông lâm ngư nghiệp. Cả công ty thức ăn gia súc, thuộc thú y, công ty thực phẩm, công ty giống cây trồng vật nuôi, các tập đoàn, công ty lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, cả công ty chuyên khoa học đời sống, công ty phân bón, những trang trại, hợp tác xã nông nghiệp. Sau khi ra trường là em tìm hiểu rất nhiều công ty. Tuy nhiên là em thấy cái chương tại Cuthbert là có một cái chương trình rất hay, đó là chương trình Cuthbert Tomorrow Leader, và em đã nộp đơn và cũng rất may mắn là em có thể là vượt qua 5 vòng loại của chương trình này và trở thành một cái quản trị viên tập sự của chương trình ngành công nghiệp thực phẩm. Cái lúc em ứng tuyển vào và đến nay thì cái sức hút vẫn là cực kỳ lớn. Một đơn cử là ngành thủy sản. Với diện tích mặt nước rộng lớn, hệ đầm phá Tam Giang Cầu 2 và đường bờ biển dài 120 km. Thừa Thiên Huế sẵn có một tiềm năng to lớn về phát triển nuôi trồng thủy sản. Thực tế thì đây là một ngành truyền thống trên địa bàn, nhưng chỉ thực sự phát triển sâu rộng trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực này. Vì vậy, nhu cầu nhân lực tăng trưởng rõ rệt từng ngày cùng với những đại ngộ hấp dẫn. Thì với là nhu cầu phát triển của cái ngành nuôi trồng thủy sản với thì cơ hội đang đến với các bạn rất nhiều. Thứ nhất là do các cái tập đoàn thức ăn thủy sản thì càng ngày càng mở rộng về hướng kinh doanh, cho nên nhu cầu về nhân lực ở các cái ngành thủy sản nó tương đối lớn.
Thứ hai thì khi các bạn vào nhận được các cái các công ty thủy sản thì thường thường có thu nhập cao, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có khả năng thăng tiến, và thứ ba là làm việc đúng với chuyên môn của mình. Lợi thế đặc biệt thì các tập đoàn thức ăn thủy sản của Việt Nam thì phần lớn là các cán bộ chủ chốt, nhân viên chủ chốt là cựu sinh viên của trường của khoa thủy sản trường Đại học Nông Lâm Huế. Thì đó là một cái thương hiệu. Thì khi mà các bạn sinh viên mà học ở khoa thủy sản trường Đại học Nông Lâm Huế thì cơ hội việc làm tương đối rất cao. Một ngành khác rất có tiềm năng là chăn nuôi thú y. Rất nhiều cựu sinh viên của trường Đại học Nông Lâm Huế với kiến thức và kinh nghiệm có được đã khởi nghiệp thành công, tạo dựng thương hiệu cũng như thu hút số lượng lớn lao động, giải quyết việc làm cho chính sinh viên của trường. Đây là cơ sở sản xuất gà giống Phước Trung. Doanh nhân này vốn là cựu sinh viên của khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Huế. Qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, anh khởi nghiệp với cơ sở cung cấp gà giống chất lượng cao. Mỗi năm, cơ sở anh cung cấp 2,5 triệu con gà giống. Sản phẩm có thể cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp lớn nhờ vào chất lượng sản phẩm. Công ty của anh áp dụng các giải pháp hiện đại từ thụ tinh nhân tạo cho gà, phòng ấp trứng, chuồng lành và nhiều công nghệ khác. Với anh, ngành chăn nuôi thú y tuy vất vả nhưng luôn mở rộng cơ hội cho các bạn sinh viên có đam mê và không ngại gian khó. Từ khi ra trường đến giờ thì cái ngành chăn nuôi thú y này thì rất là hot. Mà các bạn ra trường trường nào công việc các doanh nghiệp họ đến họ phỏng vấn và họ lấy hết, từ trừ những các bạn là không muốn tham gia vào cái lĩnh vực của doanh nghiệp thì cả ngoài ra những các bạn đó tham gia vào các lĩnh vực giống như cán bộ giảng dạy, thế còn đa số là không có sinh viên là không có việc làm. Có thể nói lĩnh vực nông lâm ngư rất phong phú và đa dạng các ngành nghề khác nhau, nên cơ hội việc làm cũng như khởi nghiệp trong lĩnh vực này vừa rộng mở vừa thực tế. Mặt khác, với định hướng của tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian tới sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình kỹ thuật canh tác theo hướng công nghệ cao, áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản xuất hữu cơ, liên kết bao tiêu và chế biến sản phẩm chất lượng cao, liên kết đầu tư chuyển giao công nghệ trồng, chế biến tiêu thụ cây ăn quả, dồn điền đổi thửa, phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại ứng dụng công nghệ cao. Mục đích cuối cùng là làm tăng giá trị của ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Với cái điều kiện lập địa và cái lịch sử phát triển thì nền nông nghiệp Thừa Thiên Huế là khá đa dạng và đặc thù. Ở đây là một vùng đất kinh đô xưa nên cả cái loài nông sản thì khá đặc sắc, với nhiều giống cây con mang tính đặc sản. Tuy diện tích đất canh tác sản xuất nông nghiệp không nhiều nhưng mà đã đóng góp quan trọng vào cái nền kinh tế và cái thương hiệu cho vùng đất cố đô. Trên nền tảng đặc thù của ngành nông nghiệp thì chủ trương của tỉnh là sẽ tiếp tục phát triển nông nghiệp mang tính bền vững, an toàn và ứng dụng khoa học công nghệ cao. Một cái nền nông nghiệp hữu cơ, xanh, sạch và thích ứng với cái biến đổi khí hậu hiện nay. Các cái nội dung được xem là sẽ tạo ra sự đột phá trong cái thời gian tới, đó là phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, nâng cao giá trị và tăng sản lượng của các sản phẩm đã có thương hiệu tốt, rồi đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực khoa học công nghệ. Chính quyền các cấp thì cần tiếp tục đồng hành với người nông dân, với các tổ chức và với cả con người làm nông nghiệp để nhân rộng các cái mô hình làm hay, rồi tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc, tạo cơ chế thông thoáng và có được sự hỗ trợ hiệu quả về nguồn lực tài chính kỹ thuật, rồi tiếp tục hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học để ứng dụng các cái thành quả khoa công nghệ và sử dụng cái nguồn nhân lực giỏi đã được đào tạo. Nông nghiệp công nghệ cao chính là lĩnh vực được quan tâm nhất, bởi đây không chỉ là xu hướng mà còn là chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, để đáp ứng nhân lực cho mũi nhọn này lại là một vấn đề nan giải. Theo khảo sát, nhân lực ngành nông lâm ngư hiện tại còn thiếu tới 3,2 triệu lao động, đặc biệt là lao động chất lượng cao qua đào tạo.
Đón đầu xu hướng này, từ năm 2020, Đại học Nông Lâm Huế đã tuyển sinh đào tạo nhóm ngành công nghệ cao. Tuy vậy, những con số dự báo vẫn cho thấy, với tốc độ phát triển nhanh chóng, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao sẽ còn thiếu hụt lao động ít nhất vài năm nữa. Cái lực lượng lao động hiện đang là một vấn đề mà phải nói là ở tỉnh Thừa Thiên Huế mình là thiếu. Tất cả những cái tỉnh thành khác họ có cái sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã đi trước mấy năm, nên họ đã có cái một số lực lượng cơ bản để đào tạo về cái phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao. Nhưng ở Huế mình thì gần như là hoàn toàn mới và thiếu, thực là phải nói thiếu. Tất cả những kiến thức về nông nghiệp công nghệ cao hiện tại mình đang áp dụng thì mình phải đi học hỏi ở các tỉnh thành khác. Chứ còn tiếp cận tại tỉnh Thừa Thiên Huế là gần như là rất là hạn chế. Tuy dịch bệnh đã khiến cho những dự báo kinh tế bị xáo trộn và hầu hết đều bị chậm lại, nhưng riêng với ngành nông nghiệp, đây là lĩnh vực sẽ hồi phục nhanh nhất và cũng là cứu cánh cho nền kinh tế. Vì vậy, đây chính là thời điểm quan trọng và cũng là cơ hội để nền nông nghiệp chuyển mình thu hút một lượng lớn lao động trong lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Muốn vậy, cần có chính sách và chương trình đầu tư thỏa đáng cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp. Chính phủ cần có chương trình cụ thể để đưa việc đào tạo, nâng cao năng lực, kiến thức khởi nghiệp vào hệ thống các trường nông, lâm, ngư nghiệp và cả cơ sở giáo dục có liên quan để thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa xem một đoạn phóng sự ngắn về phỏng vấn của các đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và doanh nghiệp cựu sinh viên về định hướng sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, về chủ trương của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cũng như là nhu cầu nguồn nhân lực của ngành này, những chính sách hỗ trợ để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới như thế nào. Thưa ông Hải, là một chuyên gia cũng như là vị trí ở một nhà tuyển dụng, thì ông đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển của nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung? Vâng, vậy cái sự phát triển của xã hội hiện nay ấy, thì các cái ứng dụng về tiến bộ khoa học kỹ thuật nó được ứng dụng vào rất nhiều các lĩnh vực trong đời sống, và nông nghiệp là cũng không ngoại lệ. Vâng. Với cái xu hướng về cái nhu cầu về một sản phẩm sạch hiện nay ấy, thì có người tiêu dùng họ không chỉ đơn thuần là yêu cầu về một sản phẩm chỉ đẹp về mặt mẫu mã hoặc là chỉ đạt về mặt chất lượng nữa, mà họ nó ra hài hòa tất cả các yếu tố về chất lượng, về mẫu mã, về các chỉ tiêu về vitamin, về năng lượng ở trong đó nữa. Thì cái việc này nó đòi hỏi được sự kiểm soát rất là chặt chẽ về các cái chỉ tiêu của trong dinh dưỡng cây trồng. Thì lúc đó là các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật này nó sẽ được đưa vào, vừa là tăng năng suất cây trồng, vừa là tiết kiệm về chi phí đầu vào, vừa là tiết kiệm sức lao động. Thì cái đây là một cái hướng rất là mới, rất là thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao cho tỉnh nhà nói riêng và cho cả nước nói chung. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Đức, là một đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ hàng đầu trên lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Vậy với chủ trương định hướng cũng như là việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà như lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chia sẻ trong phóng sự vừa xem, thì ông cho biết là nhà trường có đồng hành với tỉnh nhà trong việc này như thế nào và có những cái định hướng trong việc đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng chủ trương chính sách của tỉnh như thế nào? Vâng, có thể nói trong thời gian vừa rồi nhà trường đã đồng hành cùng người bà con nông dân, cùng với sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Có thể nói thì trong cái đề án tái cấu trúc về nông nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế mà chúng ta vừa xem phóng sự đấy, thì tỉnh đã cũng nhấn mạnh đó là nâng cao cái giá trị và xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Và trong đó là phát triển và nâng cao giá trị của các sản phẩm có giá trị ở các cái vùng sinh thái, rồi các cái sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ. Thì đóng góp của nhà trường, đồng hành của nhà trường trong cái đề án tái cấu trúc này, thì thứ nhất đó là khi dự thảo khi tỉnh Thừa Thiên Huế và các cái huyện thị xã xây dựng các cái đề án tái cấu trúc nông nghiệp thì nhà trường đều tham gia và góp ý trong cái dự thảo, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cùng đồng hành với cái định hướng của tỉnh, thì bên cạnh các chương trình đào tạo đã có truyền thống thương hiệu của nhà trường như là chăn nuôi,
thú y, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ thực vật, công nghệ thực phẩm, lâm nghiệp. Thì nhà trường trong 2 năm gần đây, nhà trường đã mở thêm 3 ngành mới, đó là ngành nông nghiệp công nghệ cao, ngành thứ hai là ngành kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn, và ngành thứ ba là ngành sinh học ứng dụng, và nâng cái số ngành đào tạo của nhà trường hiện nay là 27 ngành đào tạo. Và có thể nói rất nhiều kỹ sư rồi thạc sĩ, tiến sĩ hiện nay đang làm ở các cái sở ban ngành về nông nghiệp, về ngư nghiệp, lâm nghiệp của tỉnh cũng như ở các địa phương, thì đã phát huy được cái gọi là trí thức, cái đóng góp của mình đối với sự phát triển nông nghiệp tại địa phương. Cái lĩnh vực thứ ba mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh, chúng tôi đồng hành với cái đề án tái cấu trúc của tỉnh, đó là nhóm các cái nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Thì hiện nay nhà trường cũng đang đẩy mạnh các cái nhóm nghiên cứu về tái cấu trúc các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao cái giá trị hiệu quả và giá trị, rồi chú trọng vào nền nông nghiệp sạch, các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Và nhiệm vụ thứ hai của chúng tôi đó là bảo tồn và phát huy các cái giá trị của các cái vật nuôi và cây trồng mà quý hiếm trên địa bàn. Tôi lấy ví dụ, hiện nay nhà trường cũng đang đồng hành với tỉnh đối với các cái, đó là các cái bảo tồn và phát triển các cái giống lúa, giống lạc, rồi sen Huế, rồi cây ăn quả như quýt Hương Cần, rồi cây ăn quả Á Lưới, rồi dê ở Á Lưới, rồi chúng tôi cùng gọi là những cái vấn đề mà hiện nay mà gọi là có cái thời tính thời sự của địa phương, ví dụ như các cái dịch lở mồm long móng trên gia súc, rồi cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, rồi đặc biệt trong thời gian gần đây đó là bệnh khảm lá sắn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ở các cái huyện Phong Điền, Quảng Điền, rồi thị xã Hương Trà, rồi bệnh tiến sen. Đấy, thì chúng tôi cũng rất đồng hành, và có thể nói đây là những cái vừa là cái trách nhiệm nhưng mà nghĩa vụ của nhà trường đối với sự phát triển nông nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và chúng tôi cũng hy vọng các sở ban ngành của tỉnh có cái sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của nhà trường để chúng tôi cùng với công sức của thầy và trò để tiếp tục đồng hành với cái tái cấu trúc của tỉnh trong thời gian tới. Một lần nữa là cảm ơn chia sẻ của hai vị khách mời. Thưa quý vị, các bạn và các em học sinh thân mến, để tìm hiểu về các ngành, nhóm ngành mà trường Đại học Nông Lâm đang đào tạo, thì mời quý vị phụ huynh và các em học sinh cùng theo dõi một đoạn phim ngắn mà chúng tôi vừa thực hiện. Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế là một cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học uy tín và chất lượng trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, trường đã đào tạo cung ứng hàng chục nghìn kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương và cả nước. Trường hiện đang đào tạo hơn 20.000 bậc đại học với trên 2.000 chỉ tiêu mỗi năm. Các ngành đào tạo của trường hầu hết đều là những ngành đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó, trường còn đa dạng hình thức tuyển sinh, như ngoài phương thức tuyển sinh theo kết quả thi trung học phổ thông, thì trường còn áp dụng xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn thí sinh có nhiều cơ hội được học tập tại trường. Trường Đại học Nông Lâm luôn được biết đến là một trong những trường đại học có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm luôn ở mức rất cao. Cụ thể, theo thống kê năm 2017 và 2018, 91% sinh viên có việc làm sau khi ra trường 12 tháng và làm đúng với ngành được đào tạo. Đặc biệt, năm 2018, có tới 15 trên tổng số 24 ngành đào tạo của trường không đủ đáp ứng chỉ tiêu tuyển dụng của các công ty doanh nghiệp, và đã có hơn 30 doanh nghiệp với 2.050 chỉ tiêu tuyển dụng, trong khi số lượng sinh viên ra trường chỉ hơn 1.000 sinh viên, đáp ứng chưa đến 50% nhu cầu tuyển dụng. Để có được nguồn tuyển dụng lớn và thường xuyên, thì trong những năm qua, Trường Đại học Nông Lâm Huế đã hợp tác chặt chẽ với hơn 100 doanh nghiệp trong đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, tuyển dụng và xúc tiến cơ hội việc làm. Hàng năm, nhà trường luôn tổ chức ngày hội việc làm và có các văn phòng tuyển dụng trong suốt cả năm với quy mô trên 50 doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên ra trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Theo Quy hoạch Phát triển Nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ, thì đến năm 2020,
nguồn nhân lực của ngành nông lâm ngư nghiệp sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo. Vì vậy, sinh viên theo học tại trường luôn có thể yên tâm về cơ hội việc làm trong vài năm tới. Để thực sự gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, nhà trường còn chủ trọng xây dựng các chương trình liên kết đào tạo học kỳ doanh nghiệp và thực tập sinh nước ngoài. Các chương trình này giúp sinh viên không chỉ học hỏi được thêm nhiều kiến thức, thực hành tay nghề, cải thiện kỹ năng sống và trình độ ngoại ngữ, mà còn giảm bớt được áp lực về tài chính. Sinh viên của trường ngay sau học kỳ đầu tiên học tập sẽ được tiếp cận với các cơ sở thực hành nghề nghiệp như các trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để định hình nghề nghiệp mà mình đang theo học. Đến năm thứ ba, nhà trường kết hợp cùng các doanh nghiệp, các công ty, nhà máy, trang trại trong và ngoài nước để sinh viên tham gia thực hành, thực tập tay nghề. Tại các chương trình liên kết đào tạo với doanh nghiệp, thông thường, sinh viên sẽ được các công ty hỗ trợ về học phí và tạo điều kiện tốt cho quá trình thực hành, thực tập. Sinh viên được trải nghiệm như một người lao động tham gia sản xuất thực sự và còn được trả lương cải thiện điều kiện tài chính cá nhân và gia đình. Ngoài ra, trường còn có những chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng cho các doanh nghiệp. Sinh viên tham gia các chương trình này được đảm bảo việc làm khi ra trường, được doanh nghiệp trực tiếp tham gia giảng dạy và được nhận rất nhiều khoản kinh phí hỗ trợ trong quá trình học. Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Huế còn có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp, thực tập tại các nước có nền nông nghiệp tiên tiến như Nhật Bản, Đan Mạch, Israel. Thời gian từ 6 đến 12 tháng với mức lương thực tập sinh từ 20 đến 30 triệu đồng một tháng. Việc liên kết với các đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức doanh nghiệp để đưa sinh viên đi thực tập tại nước ngoài cũng đã và đang được nhà trường xác định là chương trình hành động có tính chiến lược nhằm tạo thêm những cơ hội trải nghiệm thực tập nghề nghiệp mới và đặc biệt là tạo ra môi trường rèn luyện, cải thiện và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên. Nhà trường còn chủ động điều chỉnh cách dạy và học theo hướng phát triển năng lực, thích nghi công việc cả trong và ngoài nước. Thì khả năng sinh viên tự tạo việc làm và khởi nghiệp tốt cũng là một yếu tố rất được nhà trường quan tâm. Nhà trường luôn chú trọng việc phát triển kỹ năng cho sinh viên một cách toàn diện nhất bằng cách tạo nên một môi trường học tập năng động, sáng tạo và quan tâm đến phát triển kỹ năng mềm thông qua gần 30 câu lạc bộ đội nhóm trong toàn trường. Mỗi năm, nhà trường đầu tư kinh phí cho khoảng 60 đề tài nghiên cứu của sinh viên, với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Từ đây, nhiều ý tưởng khởi nghiệp, các nhóm nghiên cứu sinh viên đã được hình thành. Hoạt động khởi nghiệp từ nông nghiệp tại Trường Đại học Nông Lâm Huế đang là một hoạt động thu hút rất đông các bạn sinh viên tham gia, cũng như các nhà đầu tư. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017 và 2018, đã có tổng cộng gần 100 nhóm ý tưởng tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp từ nông nghiệp của sinh viên được tổ chức thường niên. Nhiều ý tưởng từ các cuộc thi này tiếp tục được đội ngũ thầy cô giàu kinh nghiệm ươm mầm để phát triển và tìm kiếm được các nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư. Để giúp các bạn sinh viên có thể ổn định, yên tâm trong học tập, thì nhà trường rất quan tâm đến việc duy trì và phát triển các nguồn học bổng. Hàng năm, sinh viên có cơ hội nhận các suất học bổng với tổng giá trị quỹ học bổng 7 tỷ đồng mỗi năm, gồm các học bổng từ ngân sách như khuyến khích học tập, các học bổng tài trợ trong và ngoài nước, học bổng học tập ngắn hạn ngoài nước. Ngoài ra, nhà trường luôn tìm kiếm hợp tác thêm với các tổ chức doanh nghiệp để trao các suất học bổng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. Trong đó, có nhiều học bổng theo suốt thời gian học tập tại trường, giúp các bạn sinh viên đảm bảo việc học tập, sinh hoạt và giảm chi phí cho gia đình. Có thể nói, với truyền thống hơn 50 năm hình thành và phát triển, với đội ngũ thầy cô giáo trình độ cao và tận tâm với sinh viên, Trường Đại học Nông Lâm Huế đang trở thành địa chỉ đáng tin cậy để các bạn sinh viên có thể gửi gắm tương lai. Tại đây, ngoài các kiến thức tích lũy được trên giảng đường, các bạn có rất nhiều trải nghiệm quý giá của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sôi nổi để tích lũy kiến thức thực tế và kỹ năng nghề nghiệp. Và quan trọng nhất,
đây sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão lớn lao của các bạn để lập thân, lập nghiệp. Vâng, chúng ta vừa xem một đoạn phim ngắn giới thiệu về ngành và nhóm ngành mà Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế đang đào tạo. Với hơn 50 năm đào tạo và phát triển, cùng với đội ngũ các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành, các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, có thể xem đây là một trung tâm đào tạo về lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp hàng đầu cả nước, với nhiều sự thay đổi trong quá trình đào tạo, các hình thức hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Thưa thạc sĩ Trần Võ Văn May, qua phóng sự vừa rồi thì chúng tôi có thể thấy được những hình ảnh của các sinh viên của nhà trường đi thực tập tại các nước có nền nông nghiệp rất là hiện đại, ví như là Israel, Nhật Bản, Đan Mạch hay là Úc. Vậy thì những cái sinh viên này đi thực tập tại các nước này là đi theo hình thức gì, điều kiện để mà tham gia cái hoạt động này và những cái lợi ích mà sinh viên nhận được khi mà tham gia chương trình này? Xin mời thầy. Vâng, như các hình ảnh mà các em thí sinh cũng như phụ huynh theo dõi như phóng sự vừa rồi, thì đây là chính là những hình ảnh trực tiếp, thực tế của những sinh viên đang học của nhà trường, được nhà trường cử giới thiệu rồi các em sang thực tập, kiến tập cũng như tiếp cận cái nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các nước có nền nông nghiệp hiện đại như là Israel, Nhật Bản, Đan Mạch, Úc và Đài Loan, vân vân. Thì trong quá trình thực tập này, ngoài tiếp cận về điều kiện sản xuất hiện đại, công nghệ sản xuất, thì các em có là tích lũy được phần tài chính cho quá trình trang trải học tập cũng như lập nghiệp sau này. Thì như vấn đề của MC trao đổi, đấy là hình thức của chương trình này. Thì đây là chương trình mà mới của nhà trường cũng như là của các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như các tỉnh miền Trung. Thì nhà trường triển khai chương trình này trong 3 năm trở lại đây, từ năm 2017. Thì đến thời điểm hiện nay, thì tổng số sinh viên mà nhà trường được nhà trường lựa chọn giới thiệu là tham gia các thực tập tại các nước thì trên 300 sinh viên. Đấy. Hình thức này là nhà trường hợp tác với các công ty, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị mà hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực mà gắn với các ngành nghề đào tạo nhà trường, dù liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi đại gia súc, rồi thủy sản, nuôi trồng thủy sản là công nghệ cao chẳng hạn, vân vân. Thì nhà trường kết hợp với các công ty đó. Ngoài ra thì nhà trường kết hợp với một số trường đại học tại các nước đó, tại các công ty đó. Nó có ba bên, giữa nhà trường, công ty ở bên phía nước bạn và một số trường đại học nước bạn, như trường Israel chẳng hạn. Thì không những các em sang để thực tập làm việc tại cái farm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mà các em được học các môn học bổ trợ cho kiến thức trong quá trình học tập tại mình. Thì trong chương trình này, như Israel là chương trình được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Chính phủ Việt Nam làm việc với Chính phủ Israel xây dựng chương trình, là các em thực tập một năm đó thì các em sẽ được học 13 môn học bổ trợ cho quá trình mà sau này các em về học tập làm việc tại Việt Nam. Thì các em vừa thực tập tại đó và học 13 môn này tại các trường đại học ở Israel. Vậy thì đây, hình thức này là sinh viên đang học tại trường, nhà trường cử đi, nghĩa là nhà trường sẽ chọn những sinh viên ưu tú và giới thiệu các em để tham gia chương trình. Đấy. Thứ hai là về cái điều kiện để sinh viên để tham gia này, thì đây là chương trình của trường Đại học Nông Lâm làm việc với trường đại học ở phía nước bạn cũng như công ty, do đó đầu tiên là các em phải là đang là sinh viên của trường, mà trường đây là thường sinh viên năm thứ hai trở đi. Sau khi các em đã học trang bị những kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, thì các em sang để thực tập làm việc tại các nước đó. Điều kiện nữa đó là vì các em đi sang nước ngoài thì phải dùng ngôn ngữ này của cả nước bản địa, do đó cần các em cần về ngoại ngữ. Như Nhật Bản thì các em phải học về trang bị thêm tiếng Nhật, Israel, Đan Mạch, Úc, Đài Loan thì các em trang bị thêm tiếng Anh. Thì cái này cũng rất là tốt vì các em được trang bị cái ngoại ngữ này, thì sau này các em xong chương trình này một năm rồi các em quay trở về lại trường, các em học tập, rồi các em có thể là học xong lại bằng, các em quay lại nước đó để làm việc. Còn không thì các em có thể làm việc tại các nước khác trên thế giới khi các em đã có được cái kỹ năng, cái thái độ làm việc cũng như là về cái ngoại ngữ của mình tốt, thì các em tham gia được chương trình này. Đấy. Về cái lợi ích của sinh viên khi tham gia chương trình, thì như lúc đầu cũng đã trao đổi và cũng chia sẻ thêm để thí sinh cũng như phụ huynh được rõ. Lợi ích thứ nhất là các em được tiếp cận để cái công nghệ, điều kiện sản xuất thực tế hiện đại tại các nước có nền nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hiện đại trên thế giới. Vì trong chương trình đào tạo nhà trường ấy, thì sinh viên cũng có các đợt thực tập, có 4 đợt thực tập lớn, có đợt thực tập đến 6 tháng. Mà trước đây nhà trường là khi xây dựng chương trình là các em thực tập ở trong nước, để các em thực tập tại các cái trang trại công ty nhân trong nước như là Đà Lạt, Hát Farm, rồi Bà Nà Hiu, rồi các em thực tập đặc biệt là các cái trang trại về sản xuất chăn nuôi lớn, rồi cũng như là
sản nuôi trong tôm, các tập đoàn lớn trên trong nước thì các em cũng đi tập rồi. Thì nhà trường sẽ thấy chương trình như vậy, thì nhà trường phát triển chương trình này lên. Thay vì các em là thực tập trong nước xong, sau này các em lại trang bị ngoại ngữ, các em trang bị thêm những cái kiến thức cần thiết để các em làm việc tại nước ngoài. Thì bây giờ nhà trường làm việc với các công ty ở nước ngoài luôn, do đó đưa các em sang thực tập tại nước ngoài. Thì khi sang thực tập tại nước ngoài đó thì các em không cần thực tập ở trong nước nữa, mà trong chương trình đào tạo của nhà trường rất là linh động, sẽ các em sang thực tập lấy những kiến thức đó, các em làm cái báo cáo luôn, thì về đây nhà hội đồng nhà trường, hội đồng khoa chuyên môn sẽ đánh giá công nhận cái nội dung đó, thì các em không cần thực tập lại trong nước nữa. Đấy, thì lợi ích thứ nhất là các em sang đó vừa thực tập, các em cũng coi như là một năm đang học tại trường. Mà trong chương trình này, lộ trình của nhà trường sắp tới, nhà trường sẽ xây dựng chương trình là 3+1 hay là 2+2 từ cơ sở nền tảng như này. Thay vì 3 năm các em học tại Việt Nam tại trường, rồi 1 năm các em sang thực tập đó làm việc đó là coi như cộng 1 năm ở nước ngoài, rồi 2+2 cũng được phát triển tương tự như vậy. Lợi ích thứ hai là các em được là có cái trải nghiệm đấy, tiếp cận được điều kiện sản xuất, rồi trải nghiệm về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của các nước trên thế giới. Ví dụ khi các em sang Israel thì các em tiếp cận được cái người Do Thái, chúng ta nhiều em là qua đó tiếp cận được cái những kiến thức về khởi nghiệp rất là tốt. Sau này các em về khởi nghiệp lập nghiệp, rồi sang Nhật Bản thì các em tiếp cận được về cái kỷ luật lao động, tính cách của người Nhật, vân vân. Cái thứ ba là các em phát triển được cái người ngoại ngữ. Đấy, cái ngoại ngữ này là bây giờ được hội nhập do rất là quan trọng đối với sinh viên, mà các doanh nghiệp khi đến tuyển dụng nhà trường đều đặt vấn đề này đối với sinh viên. Thì phần lớn những sinh viên sau khi tham gia chương trình này về, các em phát triển ngoại ngữ rất tốt, thì các em có thể là thích ứng ngay với các doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Cái thứ tư là các em có thời gian mà trải nghiệm du lịch được cả nước. Như hình ảnh lúc nãy các thí sinh và phụ huynh cũng thấy trên phóng sự đấy, là cả hình ảnh mà ngoài giờ làm việc thì các em có đi, ví dụ đi Nhật Bản đi thực tập làm ở Osaka, nhưng các em có thể đi lên Tokyo, Kyoto, đấy, đi khắp cả nước Nhật Bản. Đấy, cũng như là ở khi sang Đan Mạch thì các em không những ở Đan Mạch mà các em đi khắp châu Âu, sang Pháp, đấy, sang Anh, rồi các em đi được cả. Đấy. Và cái cuối cùng đó là cái mà các em có được tích lũy được một cái phần về tài chính. Đấy, như ban đầu có nói đó là 100 đến 300 triệu đối với từng chương trình. Thì phần tài chính này là hỗ trợ cho các em về trang trải cho các em học tập những năm còn lại tại trường. Và đồng thời là em có thêm một phần kinh phí đó sau này các em có thể ra trường, các em lập nghiệp, tự tạo việc làm và khởi nghiệp với kiến thức mình học. Và với chương trình này thì thầy thấy là nó có khác gì so với những cái chương trình xuất khẩu lao động khác ạ? Vâng, đây là một nội dung mà đúng với nhiều thí sinh. Thời gian vừa rồi là nhiều sinh viên, những sinh viên mà thí sinh về phụ huynh. Khi mà phụ huynh mà có sinh viên tham gia chương trình, ban đầu phụ huynh cũng là băn khoăn lắm. Đây cứ nghĩ là đây là giống chương trình xuất khẩu lao động, có nghĩa là đưa các em sang làm việc, đi lao động. Nhưng thí sinh cũng như phụ huynh phải nắm rõ này, đây là chương trình nó khác hẳn. Đây là chương trình gọi là internship, có nghĩa là sinh viên đi thực tập hưởng lương tại nước ngoài. Mà đã gọi là sinh viên đi thực tập hưởng lương thì đây là chương trình mà nhà trường hợp tác với đơn vị nước ngoài và cử các em đi. Đấy, chứ không phải là xuất khẩu lao động là các em không phải là sinh viên, chỉ cần học phổ thông rồi đơn vị làm thủ tục hồ sơ, lại không chưa có chuyên môn cả, rồi đưa các em sang đó làm việc. Đấy, tốt nghiệp phổ thông rồi sang đó làm lĩnh vực gì nữa. Nhưng bên này chương trình này là các em đã học các kiến thức cơ bản về ngành rồi, sau đó các em sang thực tập đúng với ngành nghề đó, hưởng lương đúng với ngành nghề đó. Cái thứ hai là chương trình này, sau khi các em kết thúc thực tập, các em quay về lại tiếp tục học ở trường, là các em học lấy cái bằng, vẫn có bằng đại học tốt nghiệp đại học ở trường. Và các em quay trở lại nước đó làm việc. Ví dụ như sau khi đăng mặt như vừa rồi chẳng hạn, cả một số em đi đăng mặt về thì bên kia họ có nhu cầu tuyển tiếp, thì các em quay trở lại lấy bằng xong, các em quay sang đăng mặt làm việc tiếp. Và cái chế độ quyền lợi là như là kỹ sư cho con bên chỗ xuất khẩu lao động, là đây là kiểu dạng là lao động cả về thu nhập thấp, trình độ thấp thôi, nhưng mà bên này là đã có đào tạo rồi thì nó yêu cầu là trình độ và là chế độ nó tốt hơn. Đấy, nó khác so với như vậy. Vâng, và với những cái điều mà chúng ta đang chia sẻ trong chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ngày hôm nay, thì tôi tin chắc rằng rất là nhiều những bạn học sinh sẽ có một cái sự thay đổi cách nhìn về nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp, đặc biệt là tại tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Vâng, và được biết ông Hải là một cựu sinh viên cũng đã từng học và phát triển từ mái trường nông lâm, bây giờ đang làm việc và lập nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì ông có thể chia sẻ kinh nghiệm từ khi học tập cho đến khi lập nghiệp và một vài lời khuyên dành cho các bạn thí sinh đang tìm hiểu về nhóm ngành này để các bạn có một sự lựa chọn định hướng tốt hơn cho nghề nghiệp tương lai của mình không ạ? Vâng, với tư cách là một người đi trước, tôi xin khuyên các bạn sinh viên thì tìm hiểu thật kỹ các thông tin về ngành tuyển sinh của các trường đại học, vì bây giờ các thông tin này được có rất nhiều trên các trang của trường hay như là internet.
Sau đó là căn cứ vào cái kỹ năng và sở trường của mình để mình chọn ngành học cho phù hợp. Tiếp nữa là trong quá trình học là không ngừng trau dồi kiến thức, tiếp thu rất nhiều nguồn kiến thức từ thầy cô giáo ở nhà trường, từ sách báo, từ mạng xã hội, từ internet để không ngừng bổ sung kiến thức cho mình. Sau này để thành là một cái hành trang cho quá trình lập nghiệp sau này. Thì quá trình mà không ngừng học hỏi này, nó khi mà quá trình lập nghiệp sau này, các bạn sẽ thấy là kiến thức không bao giờ đủ cả. Dạ vâng. 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 Và theo chúng tôi được biết thì hiện tại thì những cái bạn học sinh hay là những cái bạn thí sinh con em tại Thừa Thiên Huế đăng ký theo học tại trường đại học Nông Lâm thì rất là nhiều mà lại phần lớn đến từ vùng nông thôn. Vậy thì ông có thể cho quý khán giả được biết nhà trường đã có những chính sách hỗ trợ, những cái chương trình học bổng cũng như là tạo môi trường học tập, phát triển kỹ năng cũng như là hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau khi ra trường thế nào? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Thức chia sẻ cùng với quý vị khán giả. Vâng. Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế thì năm nay có chỉ tiêu tuyển sinh là gần 1.600 chỉ tiêu với 25 ngành đào tạo. Thì chủ trương của nhà trường cũng là lấy người học làm trung tâm và nhà trường luôn đồng hành và hỗ trợ các em sinh viên. Đặc biệt như biên tập viên Quỳnh Anh vừa trao đổi, đúng là hiện nay nhà trường đa số các con em ở vùng nông thôn khó khăn. Vì vậy chúng tôi xác định hỗ trợ sinh viên ở các cái lĩnh vực sau. Thứ nhất đó là học bổng. Thì học bổng thì hàng năm nhà trường có cái nhiều loại học bổng, kinh phí là từ 5 đến 6 tỷ trên một năm. Thì thứ nhất đó là khi học bổng cho các cái sinh viên đạt thủ khoa và sinh viên đạt cái kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khi mà xét tuyển vào trường. Cái loại học bổng thứ hai là học bổng khuyến khích học tập. Thì qua từng học kỳ dựa vào kết quả học tập của sinh viên thì nhà trường sẽ cấp học bổng khuyến khích học tập. Cái loại học bổng thứ ba đó là học bổng mà nhà trường kêu gọi cho các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ cho các sinh viên nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập rèn luyện tốt. Đó là cái học bổng. Cái thứ hai đó là chúng tôi chú trọng cái học kỳ doanh nghiệp. Tức là học kỳ doanh nghiệp tức là học kỳ mà sinh viên có thể được đi thực tập, kiến tập và đặc biệt là thực tập tốt nghiệp tại các cái công ty doanh nghiệp mà được hỗ trợ tiền đi lại, hỗ trợ tiền sinh hoạt phí. Vâng. Một phần nhà trường hiện nay rất phát triển cái chương trình doanh nghiệp như vậy để hỗ trợ sinh viên. Cái thứ ba đó là cái chương trình thực tập nước ngoài như thầy May, thường trực ban tuyển sinh của nhà trường vừa trao đổi. Các em vừa được đi nước ngoài, Israel, Nhật Bản, Đan Mạch, rồi Đài Loan, vân vân. Từ 6 tháng đến 1 năm, thì ngoài được tích lũy cả cái kinh nghiệm về nghề nghiệp, về trải nghiệm quốc tế, về khả năng ngoại ngữ, về tài chính thì cũng là rất là quan trọng và cũng đem một cái cơ hội để cho sinh viên nhà trường có thể được có những cái thuận lợi. Và cái cuối cùng đó là như tôi đã trình bày ở đầu chương trình, đó là nhà trường hiện nay thì có đoàn thanh niên hội sinh viên nhà trường có 30 câu lạc bộ đội nhóm hoạt động rất là năng nổ và đặc biệt là tùy theo sở thích sở trường của từng sinh viên. Nhiều câu lạc bộ hiện nay phát triển và có cái rất tốt. Tôi lấy ví dụ như là câu lạc bộ là tiếng Anh của nhà trường, câu lạc bộ là thanh niên xung kích, câu lạc bộ tuổi trẻ vùng cao, câu lạc bộ giọt hồng, vân vân. Rất nhiều câu lạc bộ đã cùng gắn với và qua những cái sân chơi này đã rèn luyện cho sinh viên cả cái kỹ năng và đặc biệt là trang bị cho các em về bên những cái kiến thức bên của thầy cô truyền đạt, công ty doanh nghiệp truyền đạt thì kỹ năng mềm, kỹ năng các kỹ năng khác để cho các em trang bị đầy đủ cho hành trang lập thân lập nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa tìm hiểu về các ngành và nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp của trường đại học Nông Lâm Huế với rất là nhiều lợi thế cũng như thách thức từ thị trường lao động hiện nay. Theo báo cáo thống kê thì đến năm 2020, thị trường còn thiếu đến 3,2 triệu lao động làm việc trên lĩnh vực này, nhưng bên cạnh đó cũng có đến tầng 210.000 sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường. Đây là một nghịch lý và một bài toán cần phải giải đáp đối với xã hội hiện nay khi chưa thực sự quan tâm và đánh giá đúng chất lượng và tiềm năng đối với nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp. Qua chương trình này thì hy vọng đã cung cấp cho quý vị phụ huynh và các em học sinh những cái thông tin bổ ích về nhóm ngành cũng như là cơ hội việc làm sau khi ra trường cho các bạn sinh viên khi mà lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp đang được tỉnh xác định sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn không chỉ của Thừa Thiên Huế nói riêng mà còn của Việt Nam nói chung. Vì vậy sẽ có rất là nhiều những chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển và tạo ra rất là nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nghe một lời khuyên từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Thức, hiệu trưởng của trường Nông Lâm Đại học Huế để
các bạn sinh viên, các bạn học sinh có thể có một cái sự lựa chọn tốt nhất cho nghề nghiệp của mình. Xin mời thầy. Kính thưa quý vị phụ huynh cùng các em thí sinh, theo tôi để lựa chọn đúng nghề nghiệp phù hợp cho cái tương lai thì như anh Hải cũng đã trao đổi, thì trước hết phải tìm hiểu kỹ ngành nghề mình lựa chọn, và thứ hai nữa đó là tùy thuộc vào cái sở trường, sở thích và có sự đam mê, thì đó là cái nhóm thứ hai. Và thứ ba là phải xét vào cái năng lực của bản thân rồi của gia đình để chúng ta lựa chọn cho đúng. Và chúng tôi cũng hy vọng trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế là một cái cơ sở đào tạo tin cậy, và có thể là chúng tôi sẽ tư vấn cho các em tốt hơn, cụ thể hơn. Xin mời quý phụ huynh và các em có thể liên lạc với nhà trường qua địa chỉ www.huaf.eu.edu.vn là trang web của nhà trường, để chúng tôi có thể tư vấn và cùng đồng hành thí sinh để giúp các em lựa chọn một cái ngành nghề phù hợp. Và năm nay cũng một năm rất đặc biệt với cái nhiều cái dịch bệnh được ảnh hưởng đến học tập. Thì chúc các em mạnh khỏe và lựa chọn đúng và phù hợp cái ngành nghề của mình và đạt kết quả tốt trong cái các kỳ thi sắp tới. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn lời khuyên từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Đức cũng như là sự tham gia của ba vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị phụ huynh và các em học sinh vừa theo dõi chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh trên truyền hình được sự phối hợp giữa Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cùng với Sở Giáo dục Đào tạo và Đại học Huế. Thông qua chương trình này thì chúng tôi hy vọng các em đã xác định được thế mạnh, đam mê của mình để có những định hướng rõ ràng hơn cho nghề nghiệp tương lai của mình. Chương trình đến đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này vào 9 giờ sáng Chủ nhật tuần sau. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại địa chỉ website www.huaf.edu.vn, email tuyen sinh@huaf.edu.vn, fanpage Trường Đại học Nông Lâm Huế, điện thoại 02343271777, 0922271777, địa chỉ 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế.